Chào đón sân mới em Thảo gửi một lời chào, một lời chúc tới toàn thể các bác làm vườn. Một cây kéo của đơn vị em mới về. Và đây là dòng kéo mà chắc chắn tất cả các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh đang rất chi là mong chờ. Mẫu kéo đúc tay da vàng. Với cái dòng kéo này thì chất liệu của nó sẽ là thép đúc đen 100%. Em sẽ mở kéo cho các bác cho mình xem này. Phần tay của nó sẽ là thép đúc đặc các bác nhé. Và với phần lưới kéo của nó thì sẽ sáng bóng như này. Trên thân kéo thì sẽ được khắc chữ chìm của Mick Đấy, và đây là cái mặt phải của kéo nha. em sẽ mở mặt sau cho các bác mình xem đây là cái mặt đằng sau của kéo này với dòng kéo này thì các bác làm cây cảnh cắt tỉa cảnh rất là đẹp và trong cái dịp xuân tới này thì các bác có thể sử dụng cây kéo này để làm quà tặng các bác nghệ nhân làm cây thì đây là một cái món quà thật sự rất ý nghĩa cây kéo này thì uh, các bác chắc chắn cũng nên biết giá của nó là bao nhiêu thì một chút em sẽ báo giá để các bác mình nắm bắt được uh, đặc biệt hơn nữa thì hôm nay khi các bác mà mua một kéo sẽ tặng cho các bác một cái lò xo để đằng sau kéo như thế này các bác nhé và một hộp kéo khi các bác tặng thì đặt về thì sẽ nguyên vẹn như thế này với cái bộ kéo hôm nay thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc đấy và sẽ miễn phí ship hoàn toàn một cái bộ kéo thì từ cái hộp của nó cũng rất chi là sang và xịn này đây các bác nhé đây là mặt đằng sau còn đây là mặt đằng trước khi các bác nhận hàng nhận hàng thì các bác hãy bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền và kích thước của cây kéo này thì nó sẽ dài là 20cm Một cái kích thước rất vừa tầm để các bác nhà mình làm cây bonsai, làm cây cảnh Và trong cái mùa xuân tới này thì đơn vị em sẽ có hàng nghìn sản phẩm khác nhau để đưa tới các bác Đấy, Và em lại cho các bác nhà mình xem chi tiết lại một lần nữa về trên bề mặt nhé soi thật kỹ như này các bác nhà mình nhìn cho nó lét và chuẩn này Phần lưỡi kéo siêu sắc bén luôn, chế độ chống trượt Đấy, và với chiếc kéo này thì sẽ khắc chữ chìm hết như này. Tay của nó phía trên là đúc đặc hết nha các bác nhé và quấn da rất chi là xịn. Đấy và với một chiếc kéo theo đúc này thì em sẽ báo giá luôn. Đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 530 000 nghìn trên một cái và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Và một cái dòng kéo mà rất lâu rồi, rất lâu rồi em mới đăng tải bởi vì cái này nó không có sẵn nhá. Đấy bác nào mà đã sưu tầm lâu mà đã xem được thì hãy liên hệ ngay. Và số điện thoại như em thì sẽ để trên màn hình video. Để các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ khác nhau nữa đừng quên cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái bộ dụng cụ tốt nhất trong cái mùa xuân này. Đấy và tất cả những cái dụng cụ của đơn vị em thì sẽ nhận, nhận gửi và ship trên toàn quốc, bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Chỉ cần các bác gọi điện trực tiếp tới số điện thoại đây. Đấy và số điện thoại nhà em thì đều có zalo để tư vấn các bác nhà mình. Đấy và khi nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền các bác nhé đúng sản phẩm như này các bác nhận hàng và thanh toán cho bên điện giúp em và một video ngắn này thì đây là một cái dòng kéo em đã chi tiết nhất để các bác nhà mình được biết cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé nhớ cho em xin một like một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để lựa chọn những cái dụng cụ tốt nhất và hay nhất ở đơn vị em cảm ơn các bác ạ